Tiếp theo là một thông tin liên quan đến sức khỏe mà mọi người cần lưu tâm. Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế vừa khuyến cáo người tiêu dùng cẩn trọng với sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Fracora Placenta Drink 150.000mg trên website hàng ngoại nhập.com.vn do vi phạm quy định về quảng cáo thực phẩm có dấu hiệu lừa dối người tiêu dùng. Sản phẩm có tên trên do công ty trách nhiệm hữu hạn Bfun, địa chỉ số 142 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh công bố và chịu trách nhiệm chất lượng sản phẩm. Cục An toàn Thực phẩm đã làm việc với công ty này về việc quảng cáo sản phẩm. Tuy nhiên đại diện công ty khẳng định sản phẩm Fracora Placenta Drink 150.000 mg đang quảng cáo trên trang vkvs.hangngoaijap.com.vn không phải do công ty công bố, vì vậy công ty không chịu trách nhiệm về chất lượng, mức độ an toàn của sản phẩm. Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế khuyến cáo người tiêu dùng không mua, không sử dụng sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Fracora Placenta Drink 150.000 mg tại website nêu trên.